Diễm My xin kính chào các anh chị. Hey, hello cả nhà của mình nhá. Em ơi đừng khóc, em ơi đừng khóc, bóng tối trước mắt sẽ bắt em đi. Em ơi đừng lo, em ơi đừng cho tương lai vụt tắt. Sâu trong mỏ mắt có chút tích nuối vẫn cố chỉ vì. Em đâu hề sai, em đâu thể mãi để trái tim đau. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu phai, nhốt em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đang để buồn đau. Tình yêu như cơn lốc, băng vút trong lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đang để buồn đau. Dịu kề môi em nóc, con vua chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc, hey. Vì sao em phải khóc. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Khóc, khóc, khóc. Chúc cả nhà mình nhiều sức khỏe nha mọi người. Và có một buổi nghe nhạc đầy năng lượng nhá. Buồn bàn tay để chấm hết tất cả thứ làm em buồn, bao gồm cả cuộc đời của em. Em à, cho dù có khóc cũng sẽ đến ngày phải quên. Tin đường vẫn chờ ngày em đến. Không còn tương lai, em cũng chẳng còn thương ai. Sau bao niềm đau em mong rằng con tim em dừng lại. Nỗi nhớ này lâu vai, nhớ em trong một lâu đài của những cơn đau bất tận. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Tình yêu như cơn lốc, thoáng vút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Dịu kề môi em nóc, thoáng vút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc, hey. Hello Nguyễn Yến, yeah. Hello. Hello chủ tịch. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đau. Tình yêu như cơn lốc, thoáng vút chốc lướt qua thật mau. Vì sao em phải khóc, có đáng để buồn đâu. Dịu kề môi em nâu, thoáng vút chốc đã vơi u sầu. Vì sao em phải khóc, có gì đâu mà phải khóc. Không có em thì sẽ có người khác. Tình nào mà tình chẳng gian dở, vui rồi cũng đến lúc phải tệ nhạc. Hello cô Khánh Ngân, Khánh Vàng, Thảo Trang, Yến Phương, hello cả nhà của mình. Có gì đâu mà phải khóc. Xong ca. Này anh mới nào em vô hay anh vô ta? Không bảo anh hát. Mình hát hả? Ok. Hey. Chia sẻ cho nó rực rỡ đi cả nhà ơi. Hello Hoa Nguyễn, Nguyễn Hạnh. Các anh chị mình lì xì mạnh mẽ cho hai anh em đi mọi người. Những lời dối gian song ca, ok. Anh vô trước đúng không? Em hợp. Lời yêu đó lúc trước đã có xoay xoắn nhiều. Tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau. Hai người xa lạ. Lời yêu đó lúc trước đã có xôi xoắn nhiều. Từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ ơi nhiều. Từng tuần dắt nhau cho thêm bao xót xa. Ơi ơi người ơi. Hey! Đường tím bằng lòng. Như vậy đã buồn đúng không? Anh chị mình ơi, lì xì mạnh mẽ cho hai anh em ngày hôm nay đi mọi người. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đã đến lúc nói lên câu sát từ, đừng tình yêu hãy lối đi. Để rồi em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, mong mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen, sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi em thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim anh như đàn vất ta. Mình anh có xin mang thương đau, cầu mong sao em mong quên đi sẽ vắng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có xôi xoan nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Hay là một đạt, cảm ơn Nguyễn Tuyển. Anh chị mình muốn cái gì thì để lại số điện thoại giùm hai đứa em nha mọi người. Tí xíu tạm sẽ tư vấn cho anh chị của mình nhá. Đại thay số của Nguyễn Tuyển. Cảm ơn Nguyễn Tuyển nha. Đã đến lúc nói lên câu sát từ, đừng tình yêu hãy lối đi. Để sợ em xem như hai chúng ta chưa bao giờ quen. Chưa bao giờ quen. Nếu lúc trước tình yêu không nói được, mong mơ kia không giữ lâu, thì ngày nay đi trên con phố quen, sao không chào nhau. Đừng nói nữa chi em thêm đau lòng nhau, tình đã lỡ tim anh như đàn vất ta. Mình anh có xin mang thương đau, còn mong sao em mong quên đi sẽ vắng xưa. Lời yêu đó lúc trước đã có xôi xoan nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Xôi xoan nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều. Đừng rời xa nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Lời yêu đó lúc trước đã có xôi xoan nhiều, tình đã hết có mấy tiếc nuối cũng như không. Thì hãy xem như ta chưa quen biết nhau, hai người xa lạ. Lời yêu đó lúc trước đã có xôi xoan nhiều, từng đêm xuống nước mắt ướt đẫm nhớ anh nhiều. Đừng dối dắt nhau cho thêm bao xót xa, hỡi ơi người ơi. Hello chị gái Hà Lý, Quý Vi Phạm, Nam Nguyễn, dạ, Quý Hương, Thủy Trần, Thanh Hằng. Hello cả nhà, hello chị Hồng Nga. Lên đi mọi người, lên nhạc đi ạ. Hello chị gái Phượng ớt. Cảm ơn các anh chị. Chia sẻ đi mọi người, bấm cái chia sẻ đi cho một buổi trưa cho nó rực rỡ mọi người ơi. Nói sao mọi người, xìu quá vậy? Ừ. Tại sao lại xìu? Nói ta nghe. Linh Du My kìa, trời ơi. À bên đây Linh Du My hả? Yến Như My, xin chào Linh Như My nha. Là sự kết hợp giữa Linh em và Yến Như My. Hey. Ok, anh yêu vội thế. Quẩy đê hả? Kéo lên đi mọi người ơi, anh chị mình đâu hết rồi à? Anh chị mình ơi. Ok, Yến Nhi nhảy hả? Trời ơi. Nhảy hết rồi. Mới sáng mọi người. Mới trưa thôi. Mà
Mai này trang giấy trắng nhật ký em lưu sau đây, những thói quen anh mỗi ngày. Ai hờn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về, khi anh rất say em ngồi đây. Khi điều em sợ nhất là mất anh nơi đông người, quen nắm tay anh mơ rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, em yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều từng ngày đưa đón, đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỡi, để yêu ta quen nhau, để đêm đêm cất sau những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì em đã hứa, hứa sẽ mãi bên anh đến khi anh còn chờ. Ít thôi nhé anh hỡi, mãi biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Hôm nay em bị si cà que đó mọi người, em hết nhảy tung quẩy nổi rồi. Yeah, thích nhất là bài trang giấy trắng thanh niên Yumi. Và xíu nữa nha cô Quang Nguyễn ơi, mọi người hãy lên bài hát cho anh Nhiên Ly đi mọi người, cho anh trai em hát đi mọi người. Hello chị Tuyền Nguyễn nha, Yến Nhi Lam. Còn Yến Nhi nữa kìa. Hôm nay Yến Nhi, ôi trời, này Yến gì Linh Yumi Yến Nhi, trời ơi sao vậy? Sao ông đứng lên nhảy múa đi em giờ mọi người, các tụi em huyền ngày nữa mọi người. Nhiên đang nhảy xong nhảy nữa, chắc là phải gần hai người nhảy ông mới nhảy mọi người ơi, cứ như mình bơ dơ. Đúng rồi. Yeah, mai này trang giấy trắng nhật ký âm lưu sau đây, những thói quen anh mỗi ngày. Ai hờn ghen giận dỗi trên lối đi trên đường về, khi anh rất say em ngồi đây. Khi điều em sợ nhất là mất anh nơi đông người, quen nắm tay anh mất rồi. Khi điều em thắc mắc câu hỏi yêu anh thế nào, em yêu ít thôi nhưng dài lâu. Ít thôi nhé không nhiều, vì từng chiều thường hay đứa đó sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỏi, để yêu tôi quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì em đã hứa, hứa sẽ mãi bên anh đến khi anh còn chờ. Ít thôi nhé anh hỏi, mãi biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều, vì thương nhiều là hãy nhanh hết, đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé anh hỏi, để yêu ta quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhịp màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều, vì em đã hứa, hứa sẽ mãi bên anh để anh khi còn chờ. Ít thôi nhé anh hỏi, mãi biết lúc xa nhau, chỉ mong sao chữ lâu sẽ trôi qua thật mau. Ít thôi nhé không nhiều, lên đi à. Ít thôi nhé không nhiều. Kinh đen của mình không mất tiêu rồi. À biết đâu à, hỏi cái Linh có lấy lộn không? Biết nữa. Ít thôi nhé không nhiều. Trên bài em nên dừng lại đi. Em nên dừng lại karaoke, giật tóc móc mắt, giật giật bực bực bực. Hello chị Khánh Phạm nha. Hello cô Hoa Trần Yên Yến. Ghi mít đinh, ghi mít. Em nên dừng lại kìa. Rồi mày hát nè, nhưng mà cái giọng em hôm nay nó hơi yếu á mọi người, cho nên là hát cái bài này nó sẽ không được hoàn hảo lắm nha. Nhưng mà thôi, có chị gái yêu cầu em hát luôn. Du Hành, Du Hành, Du Hành. Hello Nguyễn Vương, Lê Văn Công, Phạm Bình, Thùy Hương Nguyễn. Hello cả nhà của mình nha, chia sẻ đi ạ. Một lần trong đời ai cũng yêu dài khờ, tình đầu ai cũng bao nhiêu mộng mơ. Mộng mơ khi xa là nhớ mong chờ mãi môi tình thơ, nhưng đó hay giấc mong sẽ mau vội tàn, tình đẹp mong tan ai đã rồi phù phàng. Một người này đã xoắn ngang đời ta, yêu nhau đắm sâu nhưng giờ ai ân còn đâu, chỉ còn lại mình ta bay bao sầu nhớ. Vì sao người cách xa còn đây mỗi
xa. Còn lại một mình ta lang thang vô vắng, chỉ riêng mình ta. Vì sao lòng mãi đau, vì ta chẳng còn nhau. Trốn xa người người hay nhớ, hạnh phúc với ai kia. Lòng ta sợ đánh ra lại, tìm về hạnh phúc xưa. Giờ này người còn nhớ hỏi đã quên rồi. Hey. Tình đẹp máu tan, ai đó rồi phù phàng. Một người này đã sang ngang đời ta. Yêu nhau năm sáu nhưng giờ ai ân còn đâu? Chỉ còn lại mình ta với bao sầu nhớ. Vì sao người cách xa còn đến mỗi mình ta? Gió đông lạnh lùng hơn xưa, mình ta đứng trong mưa, lệ rơi khóe mắt. Một cuộc tình đã xa, còn lại một mình ta lang thang vô vắng, chỉ riêng mình ta. Vì sao lòng mãi đau, vì ta chẳng còn nhau. Trốn xa người người hay nhớ, hạnh phúc với ai kia. Lòng ta giờ đây ra lạnh, tìm về hạnh phúc xưa. Giờ này người còn nhớ hay đã quên rồi. Hey. Vì sao người cách xa hơn xưa, mình ta đứng trong mưa, lệ rơi khóe mắt tuôn trào. Một cuộc tình đã xa, còn lại một mình ta lang thang vô vắng, chỉ riêng mình ta. Vì sao lòng mãi đau, vì ta chẳng còn nhau. Trốn xa người người hay nhớ, hạnh phúc với ai kia. Lòng ta giờ đây ra lạnh, tìm về hạnh phúc xưa. Giờ này người còn nhớ hay đã quên rồi. Giờ này người còn nhớ hay đã quên rồi. Hey. Rồi hát xong bài này mọi người quên luôn rồi. Chào em trai, chào, chào em gái. Em cô gái lâm hồng. Không hát nữa hả? Em bớt rồi mà. Giờ anh hát nữa, anh mệt quá. Chào bài gì đó. Gì? Bắt quái nhân gian đi, bắt quái nhân gian đi. Không rồi lít kìa. Và sau đây sẽ là cái khúc bát quái nhân gian. Nhân nhân gian. Kéo xuống coi có cái bài của anh. Ờ đúng rồi đó. Nó đó. Và sau đây sẽ là cái khúc bát quái nhân gian nha cả nhà ơi. Nhà DC ai cũng đẹp, ai cũng mắc hay. Cảm ơn Thành Đạt tiệc cưới nè. Cảm ơn anh trai nha. Các chị ơi, nhớ là mua hàng để xấu với mọi người. Dù cho nhân dân kia còn bao niềm vui, chẳng thể ui à tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều những đắng cay, những khổ đau bao ngày qua. Sẵn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhân lại được toàn như số xa. Không cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại chẳng có ai bên mình. Chẳng ngờ trên trời cao nào thâu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Này chẳng ngờ trên cao nhìn xuống đây, ai bon ba khắp nơi muôn trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nấn chén rượu này ta quên hết trần gian. Anh Tý, trời ơi, con nhiêu tuổi rồi, lấy điện thoại của mẹ đi vậy. Lượt lê bác quái nhân gian. Cái đẹp của nhà DC Beauty đã hết rồi. Dù cho nhân dân kia còn bao niềm vui,
chẳng thể ối ả tâm hồn ta. Đã qua nhiều và thật nhiều nhưng đáng cay, những khổ đau bao ngày qua. Dằn lòng là phải trao đi niềm tin, mà trái tim nhận lại được toàn những xót xa. Khóc cho người một giọt nhân sinh, đến khi quay lại chẳng có ai bên mình. Chẳng ngờ trên trời cao nào thâu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Này chẳng ngờ trên cao nhìn xuống đây, ai buồn ba khắp nơi buồn trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Chẳng ngờ trên trời cao nào thâu, vết thương mang trong trái tim hằn sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa, những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng ta. Này chẳng ngờ trên cao nhìn xuống đây, ai buồn ba khắp nơi muôn trời mây. Xin cho ta ngân lên một khúc ca, nâng chén rượu này ta quên hết trần gian. Cảm ơn cô Hoàng Thị. Red Woos, đầu hồ người Việt Nam à, bình luận tiếng Việt Nam đi. Nhạc bên nhà em làm là phải chơi tới mến mọi người. Nó xuống từ từ chứ nó có xuống ngang, nó không có đâm ban được. Chị mình nghe để số cứ từ ngày 28 còn lại chỗ ai biết đâu, tới đó rồi không biết nữa. Có kem chống nắng, chống nắng là 290 chị, bật tông nhẹ nhàng thay vì lớp make up hàng ngày, rất ok luôn. Hello quý, kem chống nắng là 290.000 một tiếp nè mọi người. Và anh chị mình mua 2 sẽ được chọn quà nha. Quà sẽ là kem chống nắng, sẽ rửa mặt, tẩy tế bào hoặc là son nha. Miễn phí ship. Mười ngón tay ướm tình đắm say, ngón trước tiếng em trao cho tình nhân, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay tô hồng nếp môi, ngón kế bên du ta trong tình đôi, ngón dao yêu dệt tiếng ca êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu mình. Ôi ngón nào xinh xinh, ai ai vừa đeo nhân kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tô mùa xuân năm nào. Đời ta giờ đây như bãi ca, rộn ràng ngàn lời tình yêu nồng say, đàn chim nào nghiêng cánh bay chúc cho tình chúng ta. Từng ngón tay đan vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi. Nhớ là những chị cô chú mua hàng thì cái đề số body cũng có, dưỡng da mặt cũng có, dưỡng da mặt là 900.000 một hộp nha. Nha bé ơi, 900.000 một hộp kem dưỡng da mặt, 3 hộp chỉ còn có 1.660.000 thôi nha mọi người. Đây là kem dưỡng da mặt nhẹm nha. Cảm ơn chú Hoàng Vân. Trong thời gian này mua 3 hộp kem dưỡng da mặt chỉ còn có 1.660.000 thôi, và được miễn phí ship nha mọi người, bao dùng bao đổi trả. Đúng rồi, nhanh tay đặt hàng. Mười ngón tay ươm tình đắm say, ngón trước tình em trao cho chị giàu nè, ngón tiếp theo là ngón tay mơ mộng, ngón tay vẽ hồng giấc mơ. Mười ngón tay xinh thật là xinh, ngón kế bên du ta trong tình đôi, ngón dao yêu dệt tiếng ca êm đềm, ngón tay vẽ tình yêu mình. Ôi ngón nào xinh 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 vậy ta, ai ai vừa đeo nhân kia, sẽ kết tình đôi lứa thắm tô mùa xuân năm nồng.
ngàn ngàn đời tình yêu nồng say. Đàn chim nào nhìn cánh bay chúc cho tình chúng ta. Từng ngón tay đàn vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời, ngón tay vẽ trời tươi hồng. Từng ngón tay đàn vào ngón tay, những ngón tay yêu thương không rời xa, những ngón tay dệt giấc mơ cho đời một trời tình yêu thắm nồng. Yến không hát tặng sao? Thôi không cần tặng sao cũng được, không cần tặng sao. Tặng cho em cái lực chia sẻ làm vui rồi anh ơi. Cảm ơn ạ, à, cảm ơn các anh chị. Tay em mà em học múa quạt là thôi luôn. Nga ngón áp út là xinh nhất hả? Mấy bạn đó, đó. Đấy hả? Ừ. Chào em cô gái xôi tin á. Giờ hết rồi, hết nhạc rồi mọi người. Bước bước theo cô nàng, hỏi hỏi thăm cô nàng. Em ơi em ở đâu cho anh biết nhà anh đưa về cho nè. Mấy cái anh bên đường cứ ngó theo em hoài à. Ơi cô em dễ thương cho anh biết nhà mày anh ở luôn nha. Ơi cô em xì tín ơi, anh đây muốn được làm quen em. Cho anh theo cùng em đi, anh đâu có làm gì em đâu. Mai anh qua nhà em chơi, xin hai bác được làm quen em. Ok đi xì tín, ngày mai anh tới 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 tới. Này cô em tôi xì tin, nhìn em hip hop xì tin. Từng đêm từng nhớ về em sao em chẳng thèm cho anh chung lối. Chào em cô gái xì tin, vì sao chẳng muốn làm quen. Từng đêm từng nhớ về em mong sao đến gần dù quá xa. Oh 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 oh. Hey. Rồi rồi. Bước bước theo cô nàng, hỏi hỏi thăm cô nàng. Em ơi em ở đâu cho anh biết nhà anh đưa về cho nè. Mấy cái anh bên đường kìa cứ ngó theo em hoài à. Ơi cô em dễ thương cho anh biết nhà mai anh ở luôn nha. Ơi cô em xì tín ơi, anh đây muốn được làm quen em. Cho anh theo cùng em đi, anh đâu có làm gì em đâu. Mai anh qua nhà em chơi, xin hai bác được làm quen em. Ok đi xì tin, ngày mai anh tới 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 tới. Này cô em tôi xì tin, nhìn em hip hop xì tin. Từng đêm thương nhớ về em sao em chẳng thèm cho anh chung lối. Chào em cô gái xì tin, vì sao chẳng muốn làm quen. Từng đêm thương nhớ về em mong sao đến gần dù quá xa. Collagen tươi như thế nào? Collagen tươi thì là collagen sủi nhà em, 1.1 triệu một hộp chị gái ơi. 1.1 triệu một hộp, chị mua 4 hộp em tặng chị một collagen DC9 và kèm quà. Đặc biệt mua 4 hộp sủi được tặng 2 phần quà luôn á. Hello em. Hi, we meet, hello. Xin chào em. Hello. Bước bước theo cô nàng, hỏi hỏi thăm cô nàng. Em ơi em ở đâu cho anh biết nhà anh đưa về cho nè. Mấy cái anh bên đường kìa cứ ngó theo em hoài à. Ơi cô em dễ thương cho anh biết nhà mai anh ở luôn nha. Ơi cô em xì tin ơi, anh đây muốn được làm quen em. Ok đi theo đi, anh đâu có làm gì em đâu. Mai anh qua nhà em chơi, xin hai bác được làm quen em. Ok đi xì tin, ngày mai anh tới 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 tới. Này cô em tôi xì tin, nhìn em hip hop xì tin. Từng đêm từng nhớ về em sao em chẳng thèm cho anh chung lối. Chào em cô gái xì tin nè, vì sao chẳng muốn làm quen. Từng đêm thương nhớ về em mong sao đến gần dù quá xa. Nhìn em hip hop xì tin. Từng đêm thương nhớ về em sao em chẳng thèm cho anh chung lối. Chào em cô gái xì tin, vì sao chẳng muốn làm quen. Từng đêm thương nhớ về em mong sao đến gần dù quá xa. Ooh, oh, 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 oh. Giống nhạc đám cưới mọi người. Dạ cảm ơn lời tuyết của anh chị Khắc anh chị. Hôm bữa tôi có đặt chai dầu thơm hả? Rồi sao nữa anh trai? Bên em
lại duy nhất là 08 tứ quý 8 tứ quý 1. Một số đó để phân biệt đúng là hàng nhà em hay không. Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa, lòng ngầm ngồi về một cuộc tình đã lỡ. Tình đã bay theo những cánh chim về đâu. Từng ngày dài còn lại một mình nơi đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào, trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau, hơn ngất ngay khi đôi môi em vừa trao. Phạm Chánh để số đi. Khát khao mong trở lại một ngày em đêm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường tình, nắm tay nhau vui đùa rộn vang tiếng cười, dìu nhau đi với những chiếc hoang đầu tiên. Khát khao mong trở lại một ngày em đêm, ta cùng nhau say sưa bước trên đường về, nước mắt rơi biết giờ chỉ là xa vời, lòng chua xót với những tiếng nuối ngày qua. Bên giao hàng nó chửi ông dẫn Phạm Chánh. Anh đi không có nhà, bên giao hàng tới gọi điện không được, chửi. À, cái đó là cái sự cố ngoài ý muốn nha, không phải nhà em nha anh trai. Bên đó là bên giao hàng thôi. Còn lại một mình nơi đây, nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trời xa, lòng ngầm ngồi về một cuộc tình đã lỡ. Tình đã bay theo những cánh chim về đâu. Từng ngày dài còn lại một mình em đây, lòng khát khao bao nhiêu yêu thương ngày nào, trong vòng tay mình đã nguyện thề bên nhau, hôn ngất ngay khi đôi môi em vừa trao. Anh chị mình cũng ngủ mà chị... có cái gì đâu chứ hả? Có gì đâu mà phải khóc. Cái chống nắng đó mọi người, 290.000 tiếp nè. Mua 2 được tặng 1 nè. Chống nắng là xài đi mọi người. Không phải nha Vi Vi Phạm ơi, không phải nha chị. Bài này như nhạc hoa mọi người. Nhạc hoa là Việt. Tăng cân cũng có luôn nè. Collagen cũng có nè. Lô, tới nơi anh chị mình ơi. Xuống lộn dậy đi, chuẩn bị tới bến nè mọi người ơi. Chuẩn bị nè. Tới bến rồi, mơ trong giấc mộng nha chị Vi Vi Phạm ơi. Hai em hát Định Mệnh Ta Gặp Nhau hả? Hát này kìa. Hát gì nữa? Hát gì nó cũng như đó thôi à. Có anh chị mua hàng thì để số đi, ủng hộ tinh thần hai chị em đi. Lộn hai anh em đi mọi người. Đó, mình vừa làm đẹp bản thân mình, mình vừa làm ủng hộ tinh thần hai anh em, hai trong một luôn. Có qua có lại luôn mọi người. Mốc Đa hỗ trợ ăn ngon ngủ ngon này mọi người ơi. Tăng dưỡng chất và tăng hấp thu cho anh chị của mình nè mọi người.
Cảm ơn anh Nam Bùi Philip, sự rất mặt rất tuyệt vời. Mua 2 tặng 1, cảm ơn chị Giang Thảo. Đó, cho nên là anh chị mình hả, ai mà có nhu cầu muốn tăng cân, tăng ký an toàn, hiệu quả thì đừng nên bỏ qua cái sản phẩm Mọc Đà nha em nha. Một sản phẩm từ thiên nhiên hỗ trợ ăn ngon và ngủ ngon, giúp cho anh chị mình lên ký an toàn hiệu quả nha. Và đặc biệt là trẻ em 7 tuổi đã sử dụng được rồi, cho nên là người lớn, người cao tuổi thì không có lo lắng nha mọi người, không có gây hại sức khỏe. 350 một hộp, một liệu trình của trẻ em, người lớn 2 hộp, còn 600.000 thôi. Hàng bao dùng, bao đổi trả và miễn phí ship cho anh chị của mình nha. Anh chị có nhu cầu lên ký an toàn hiệu quả thì đừng nên bỏ lỡ cái sản phẩm này của nhà em nha mọi người. Dạ, mua hàng nhà em thì mọi người đừng có lo tiền ship, bên em là hoàn toàn được miễn phí ship và tất cả hàng nhà em đều bao đổi trả trừ nước hoa thôi. Ờ, những cái sản phẩm nhà em là cam kết bảo đảm chất lượng cho các anh chị luôn. Hàng nhà em là hàng độc quyền, không phân phối bất cứ một cái chi nhánh nào cả nha. Cho nên mình có thắc mắc gì thì mình cứ phản hồi trực tiếp về bên nhà em, bên em sẽ làm việc với mọi người nha. Đừng có lo tình trạng như là hàng kém chất lượng, hàng như thế nào đó. Tại vì hàng nhà em là hàng độc quyền, chỉ có mình nhà em bán thôi. Đúng rồi. Kem chống nắng là 290.000 nè. Anh chị nào mình đang có nhu cầu sử dụng kem chống nắng thì đây là kem chống nắng của nhà em nha mọi người. Thơm cực kỳ luôn. Đó, và đặc biệt là sẽ giúp cho da mặt của anh chị mình bật tông da nhẹ nhẹ. Anh chị mình đi ra đường nè, đi chợ, đi mua đồ, đi siêu thị, đi mua sắm gì đó, anh chị mình chỉ cần bôi một lớp kem chống nắng lên thôi là tất cả là sẽ gọi là giúp cho da mặt của mình bật tông da nè, không cần phải make up. Mà tại vì nó bật tông da mình nhẹ lên là rất là tuyệt vời luôn. 290.000 một tiếp nè mọi người. Và anh chị mình mua 2 sẽ được chọn quà nha. Mua 2 được chọn quà và miễn phí ship, bao dùng bao đổi trả cho anh chị của mình luôn. Dạ. Hàng nhà em là được bao dùng bao đổi trả hết và miễn phí ship cho anh chị của mình hết, cho nên là cứ yên tâm đặt hàng mọi người. Bên em thì có nhiều dòng sản phẩm hỗ trợ làm đẹp, kem chống nắng có, rửa mặt có, tẩy tế bào chết có, đặc biệt là kem dưỡng da cao cấp cũng có. Một hộp là 900.000, mua 3 hộp là chỉ còn 1.660.000 thôi nha. Mua hàng cái gì cũng được, các anh chị mình vui lòng. Chuyên gia không sao đâu, kệ đi. Để ngày tháng năm sinh vô đây làm chi, không biết kệ. Đó, các anh chị mình cứ mua hàng để số, đặc biệt là collagen nhà em cũng có luôn nha mọi người nha. Cứ mua hàng là cứ để số cho em. Nếu bây giờ không có gì nữa thì thôi anh em xin phép được xuống livestream và hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối nha. Cảm ơn các anh chị một lần nữa rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.